Bịch 10 kg à? Một bịch nhiều quá. Rẻ ghê. Rẻ quá. Bầu bí xanh mướp hôm qua mua nguyên một bịch 10 kg là 30 ngàn mà mua 2 bịch là 50 ngàn 2 bịch, rất là rẻ luôn. Bầu bí đồng giá 3 ngàn ký. Bầu bí mướp hôm qua đồng giá 3 ngàn ký. Mua nguyên bịch 10 kg. Hôm qua đồng giá 3 ngàn. Bầu bí mướp hôm qua su su 5.000 ký, rất là rẻ. Quý đỏ 5.000 ký luôn. Ở đây á thì quý vị mua 1 ký trở lên sẽ được tính giá sỉ nha. Và giá sỉ ở đây thì 5.000 1 ký. Mình được lựa những trái ngon. Còn mua nguyên bịch 10 ký thì mình không được lựa, mình xách nguyên bịch ha. Bịch thì 30.000 bịch 10 ký. Đẹp quá. Hello, xin chào quý vị. Phương xin chúc quý vị ngày mới tốt lành, thật nhiều sức khỏe, an vui hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Đây là chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, là một trong ba chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn. Hôm nay Phương sẽ review khu vực bán trái cây và khu vực bán rau củ quả tại chợ đầu mối. Xin mời quý vị cùng trải nghiệm với Phương nha. Chợ ở đây nằm trên số 141 quốc lộ 1A, phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu quý vị nào muốn đi chợ đầu mối này mà không có rành đường thì trong cái điện thoại nó có cái phần Google Maps. Quý vị vào phần Google Maps, quý vị tìm kiếm cái từ khóa chợ đầu mối nông sản Thủ Đức á, thì cái ảnh của chợ sẽ hiện ra và bấm vô cái ảnh đó thì ở dưới nó có cái phần chỉ đường đi á. Quý vị bấm vào phần chỉ đường đi thì Google Maps sẽ chỉ đường quý vị tới chợ đầu mối này nha. Đây là khu vực chuyên bán sỉ trái cây cho các tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ. Họ bán từ 4 giờ sáng tới 1 giờ trưa, buổi chiều thì họ nghỉ, họ không bán nha. Còn những tiểu thương buôn bán lớn á, thì họ mua ban đêm. Ban đêm thì chợ họp ở trong nhà lồng á, họ họp từ lúc 19 giờ tới khoảng 5-6 giờ sáng thì chợ nghỉ. Cũng có một số sạp họ tới khoảng 9-10 giờ hoặc 11 giờ họ mới nghỉ nha. Rau đỏ 60.000 ký. Rau đen thì họ không có đề giá. Có nho kèo nữa. Giờ 40.000 ký. Sầu riêng 700.000, sầu riêng trái nhỏ nhỏ. Cái đường 20.000 ký. Từ túi sen 35.000 ký. Sầu riêng Thái Lan lép chính 40.000 ký. 40.000 ký sầu riêng. Cái nhỏ cái lớn vừa mất tiền hơn. Táo 30-35.000 ký. Nho kẹo thu hẹp 70.000 ký. Liệu 18.000 ký. Đây là trang Shopee của nhà Phương nè, tên là quần áo sỉ Phương Anh á. Ở đây thì Phương có bán áo thun nè, quần tây, quần legging, quần ống rộng, ống bát các kiểu ha. Cũng rất là nhiều mẫu, quý vị nào có nhu cầu thì mua ngộ Phương. Phương cảm ơn quý vị rất là nhiều. Link Shopee Phương để ở dưới phần bình luận nha. Quý vị nào mua quần áo ở đây thì mình nhớ bấm vào cái mã free ship màu xanh á thì mình sẽ được free ship nha. Và mình mua ở đây mà mình không ưng ý hoặc là không vừa thì nó có cái nút bấm trả hoàn tiền đó, thì mình bấm vào cái nút đó thì Shopee sẽ trả hàng lại và hoàn tiền lại cho quý vị 100% nha. Đào 15.000 ký. Lấy đường 25.000 ký. Khỏi 15.000. Tóc 17.000 ký. Có loại 15.000 ký. Cây dài thì 30-40-50 ngàn ký trên cây loài.
15.000 ký. Xoài Úc 30.000 ký, nho 60.000 ký, đào 15.000 ký, giám thái 20.000 ký, cóc 20.000 ký, ở vườn đỏ 20.000 ký. Sầu riêng Thái 50.000 một ký. Chút xíu nó quay lại. Sầu riêng Hoàng 15.000 một ký. À, dưa lưới Bình Long 35.000 một ký. Nhân hữu đơn 60.000 ký, từ thuyết xuyên thuộc đỏ 35.000 ký, táo 35.000 ký, hội nước hoa 15.000 ký. Kích đề 20.000 ký. Nho rực đỏ, thanh long rực đỏ 10.000 ký. Lê hương 20.000 ký. Xoài non 25.000 ký. Nhãn hạt tiêu 30.000 ký. Tinh chôm Thái 35.000 ký. Táo tàu 30.000 ký. Rồi dương Thái bạc lét 50.000 một ký. Cái series 15.000 một ký, nho Việt Nam 30.000 một ký. Series bạc lét 40.000 một ký. Mít cực đỏ, mít Thái này mắc họ một đề giá luôn. Cóc non 10.000 ký, xoài non 10.000 ký. Xoài tư quý 20.000 ký. Cái cầu dài 55.000 ký. Thành Lam à, chút xíu quay lại mua bơ gì, bơ bóp hả? Bơ bóp là 13.000 ký. Chút xíu quay lại mua. Ổi 10.000 ký. Lười 15.000 ký. Nghe kẹo quá, 70.000 một ký. Ta làm được đỏ, ta dưới hỡi được đỏ. Sầu riêng Thái 50.000 một ký. Nho kẹo 50.000 ký. Nho ở đây 50.000 ký. Tại Úc 30.000 ký. Lê Tứ Xin 30.000 ký. Lục rực đỏ 25.000 ký. Táo đá 25.000 ký. Nho Việt Nam 30.000 ký. Xoài mốt 25.000 một ký.
táo 20.000 một ký, nho 60.000 một ký. Ổi này rẻ 15-17.000 ký. Lê đường ổ này giảm giá 15.000 ký nước ngoài, ổ đã làm 17.000 ký, cùng đỏ 17.000 ký, ổ cổ xin 60.000 ký, sabo 25.000 ký. Canh xanh miền Tây 10.000 ký. Đây là khu vực chuyên bán sỉ cam với bưởi cổng hướng Tây của chợ A. Thì cam thì giá khoảng từ 8-9-10.000 một ký thì theo loại ha. Đây là khu vực chuyên bán sỉ bưởi da xanh miền Tây nè, khu bưởi da xanh Bến Tre các kiểu thì giá của nó vào khoảng từ 25-30-35.000 một ký thì theo loại. Chanh dây từ 20-27.000 ký. Cam từ 9-11.000 ký. Bơ bóp 15.000 ký. Giờ đây họ bán 45.000 ký giai đoạn. Dưa 25.000 ký. Dưa lưới. Cơ sát 12.000 ký. Cất thái 10.000 ký. Dâu 70.000 ký. Cơ sát 10.000 ký. Thì có là 13.000 ký mua bút. Đây là khu vực cổng hướng Tây của chợ A. Ở khu này phía sau này họ chuyên bán sỉ rau củ quả ha. Họ bán kéo dài tới khu chợ B luôn. Chợ B là cái khu giữa cổng hướng Tây của chợ A và chợ B á. Họ sẽ bán chuyên bán sỉ rau củ quả. Đây họ cũng bán từ 4 giờ sáng tới 1 giờ trưa. Buổi chiều thì họ nghỉ, họ không có bán nha. Đó là cái khu vực này là nằm giữa chợ A và chợ B, khỏi sảnh giữa này. Đó. Thì rau củ quả ở đây thì quý vị mua 1 ký cũng được tính giá sỉ nha. Và giá sỉ ở đây thì khá là rẻ hơn so với chợ lẻ. Nếu quý vị nào mà ở gần đây thì mình có thời gian thì ghé đây mua rau củ quả về mình cho rẻ nha, tiết kiệm được cũng khá là nhiều tiền ha nha quý vị. Rau củ quả hôm nay thì có một số mặt hàng giảm giá rất là nhiều, rất là rẻ luôn, giống như bầu bí mướp của Hoa su su thì có 5.000 một ký mà, và quý vị mua một bịch 10 ký thì chỉ có 30.000 một bịch 10 ký thôi, rất là rẻ luôn. Yeah.
Đây. Nếp mười được một tí, lắp cho lòng rồi lắp một tí. Tính quế 15.000 một tí. Cần tay 15.000 một tí. Xe 8.000 một bó. Đâu ngộ 10.000 một bó, bó khoảng ký lô. Lá đi tô 15.000 bó, bó khoảng ký. Đâu má 15.000 một tí. Bầu muối mướp 8.000 một tí. Anh 245.000, 8.000 bó, 15.000. Anh lá. Cái đủ 12.000. Dưa leo 12.000 ký. Ớt 18.000 ký. Bầu bí mướp 15.000. Cái này là hơn. Đá bắp 10.000 ký, dưa leo 10.000 ký. Cái tô 10.000 bỏ bỏ khoảng nửa ký. Dưa leo 70.000 10 ký. Mua lẻ thì 12.000 ký. Măng tươi 8.000 một ký. Bông súng 10.000 bó, bó hàng ký lô. Lá vàng 2 bó 10.000 bó cả ký. Không muốn 2 ký 10.000 5.000. Cà chua 23.000 một ký. Bầu bí 5.000 một ký. Bầu 5.000, bí xanh 5.000 một ký. Rất là rẻ luôn anh. Rau đắng 10.000 một ký. Hành 15.000 một ký. Hành hương tắt 8.000 một ký đến 12.000 một ký từ các loại. Cấp số 10.000 một ký. Cấp cây thảo 18.000 một ký. Cứ gà rốt 13.000 một ký. Măng đen 10.000 một ký. Bông súng 15.000 một ký. Bông súng 10.000 một ký. Cá nhức cộng nhỏ 25.000 một ký. Cá muốn bò sắn 10.000 một ký. Ớt khai ra cũng 25.000 một ký. Bắp bắp mỹ 5.000 tới 6.000 một trái thì cơ loại. Cá lát 8.000 một ký. Tôi mở 15.000 ký, anh thay thì 2.000 ký, cuối gần 30.000 ký, tối qua là 95.000. Măng đen 10.000 ký, măng tươi. Còn lại là măng ra cái vỏ lắm, màu xanh đó là 18, là 8.000 ký. Cái xanh 15.000 ký, cái ngọt 10.000 ký. Ngò 10.000 bó bó khoảng nửa ký. Trong cần là tiên 15.000 một ký, xà lắp bức là 10.000 một ký. Thè 2 bó 15.000, bó khoảng nửa ký. Cú gừng 28.000 một ký, có loại 40.000 một ký. Cú hành tím 30.000 một ký, cú tỏi 43.000 một ký.
xả 10.000 bó bó khoảng ký lô. Thì cây trắng 2 ký 15 ngàn, thì cây đỏ 12.000 ký, cây tây 13.000 ký, ký đỏ 8.000 ký, ký sánh 12.000 một ký. Bồ bí các loại 5.000 ký, mướp 5.000 ký. Thơm thái 15.000 một trái. Thơm thái là cái trái chân tròn. Thơm tím 2 ký 15 ngàn, là tím. Nước 5.000 ký, đi qua 5.000 ký. Quá rẻ luôn. Cô em 18.000 ký, và xây 2 ký 15 ngàn. Bắp xứ tím 15.000 ký. Ớt chuông màu hầu 25.000 ký. Có qua 10.000. Rẻ lắm. Rồi bắp 5.000 ký, 10.000 ký, dưa leo 10.000 ký. Rồi 4.000 gọi là đồ mùi quốc 15.000 ký. Ký đỏ 7.000 ký tới 8.000 ký. Có qua 5.000 ký. Màu đi mướp. Đã về luôn 5.000 ký. Bánh chim chậm 4.000 bó. Ta muốn bào 25.000 ký, cái lọ 35.000 ký thì cái lọ. Dịch nhắc 10.000 bó, chúng tay 10.000 bó, bó khoảng 1 ký. Chúng khuế 10.000 bó, 15.000 bó, bó khoảng 1 ký. Nấm rơm 70.000 một ký, hạt sen 65.000 một ký. Nấm bạch tuyết 40.000 một ký, đùi gà 45.000 một ký. Chu tỏi 43.000 một ký. Sa tím 75.000 một ký. Cái hành tím thứ 25 tới 50.000 một ký tùy loại. Bông tinh lý 40.000 một ký, rồng 30.000 một ký, bí đỏ non 10.000 một ký, cua qua rừng 25.000 một ký. Tôi ve 15.000 ký, hạt tím 2 ký 15.000. Bắp xứ 10.000 ký, loại 15.000 ký. Salad bắp 10.000 ký, cây 8.000 ký.
Dưa leo 50.000 bịch, dưa leo thái 60.000 bịch, có loại 40.000 bịch các loại, màu bi xăng nước các loại có 40.000 bịch 10 kg, cà tím 50.000 bịch 10 kg. Màu bí bầu có na 30.000 bịch 10 kg, bí xanh 30.000 bịch 10 50.000 bịch 10 kg, su su 50.000 bịch 10 kg, qua 5.000 kg, độc bầu 20.000 bịch kg. Cà tím 5.000 kg, bầu bí 2.15.000, bí xanh 2.15.000. Bí đỏ có 5.000 kg, dưa hấu non 5.000 kg, khoai mỡ 13.000 kg. Mặn 8.000 kg. Nấm nấm đùi gà 45.000 một ký, video này Phương quay vào ngày 29 tháng 8 năm 2024. Video của Phương đến đây cũng dài rồi, Phương xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã xem hết video của Phương. Quý vị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn nút đăng ký kênh và nhấn nút like video, nhấn nút chia sẻ video để không bỏ lỡ thông tin mỗi khi Phương ra video mới nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị bằng một video tiếp theo.